hãy cùng lắng nghe thanh âm tuyệt diệu, mùi hương nồng nàn và làn gió tươi mát. Quý vị có cảm nhận được luồng sinh khí dồi dào tràn đầy tại Việt Úc, khu đô thị vệ tinh bậc nhất ngay cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu vị trí vàng ngay cạnh trung tâm Bến Lức Long Thành, mặt tiền đường 824 Vành Đai 4. Từ Việt Úc, dễ dàng kết nối các tiện ích như quốc lộ 1A đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và đại lộ Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh, đường Vành Đai 3 đi cao tốc Bến Lức Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành. Chính vì thế mà dự án Việt Úc Varia sẽ vô cùng tiện lợi khi di chuyển về khu đông thành phố Hồ Chí Minh và về miền Tây thông qua hai tuyến cao tốc này, rút ngắn khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin từ Google Maps thì khu đô thị Việt Úc Varia Bến Lức Long An cách các địa điểm trọng điểm trong khu vực như sau: cách Đại học Tân Tạo, Tân Đức, Đức Hòa, E-City Đức Hòa Long An 12,5 km, cách vòng xoay An Lạc, Bình Tân 26 km, cách chợ Bến Lức 10 km, cách trạm thu phí cao tốc Trung Lương Bến Lức 6,4 km, cách trường đua Happy Land cầu Bến Lức, Thạnh Đức, Bến Lức, Long An 12 km, cách trung tâm Bến Lức, Long An 10 km, cách khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 13,2 km, cách khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh 26 km, cách công viên đá Nhật Rin Rin Park, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 32 km, cách công viên văn hóa Đầm Sen, số 3 Hòa Bình, phường 3, quận 11, Hồ Chí Minh 33 km. Với lợi thế nằm trong khu dân cư sầm uất và tổ hợp các khu công nghiệp lớn như Phú An Thạnh, Tân Đô, Tân Đức hay Hiệp Pháp, đây chính là cơ hội cho nhà đầu tư muốn tận dụng lượng lớn công nhân, chuyên gia tại khu công nghiệp để kinh doanh các loại hình dịch vụ sinh lời cao như ăn uống, cho thuê nhà. Vì vậy, sản phẩm này được dự đoán mang đến tiềm năng đầu tư kinh doanh hiệu quả và sinh lời dài hạn. Đây là địa thế đẹp, vị trí thuận lợi là yếu tố quan trọng hàng đầu mà mọi khách hàng, cư dân đều quan tâm, làm tăng cao giá trị của dự án. Khu dân cư Việt Úc hội tụ nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ cho chủ sở hữu. Và cũng bên cạnh đó, khu công nghiệp, bến cảng, trường học, bệnh viện hay siêu thị Việt Úc sẽ là nơi mang đến cuộc sống phồn thịnh trong lòng vùng kinh tế, động lực để trở thành cánh tay nối dài của thành phố Hồ Chí Minh, nơi trở thành cửa ngõ giao thương kinh tế, chính trị, xã hội giữa Bến Lức Long An và các vùng đô thị lân cận Việt Úc, là câu chuyện về khởi nguồn sinh khí. Các tiện ích nội khu trong khu đô thị sẽ mang đến cho cư dân những phút giây đong đầy hạnh phúc, mọi khoảnh khắc ngập tràn tình yêu thương giữa tâm điểm phồn hoa mang tên Việt Úc, là những cách âm cuộc sống ngày đêm hòa nhịp, kiến tạo nên một thành phố thu nhỏ phồn vinh và đầy áp thanh âm cuộc sống tươi đẹp. Khu đô thị Việt Úc Varia được sử dụng bởi cụm từ Việt Úc Vital Area, mang hàm ý nghĩa là vùng đất sinh khí, tràn đầy sức sống, vùng đất của các yếu tố phong thủy mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc cho cư dân. Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0909 477 288. Đội ngũ chúng tôi sẽ luôn luôn chào đón và phục vụ quý khách nhiệt tình nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.